Chào tất cả các em khối 9 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta gặp nhau bài thực hành 3, sử dụng thư điện tử. Bài này chúng ta sẽ tạo tài khoản thư điện tử, đăng nhập và đọc thư, soạn và gửi thư điện tử, cùng là trả lời thư. Chúng ta bắt đầu vào bài nhé. Một là tạo tài khoản thư điện tử. Về nguyên tắc thì chúng ta có thể vào những cái nhà cung cấp thư điện tử khác nhau nhiều, nhưng mà trong sách thì yêu cầu là tạo cái tài khoản thư điện tử bằng Gmail, nên cô sẽ hướng dẫn em tạo cái tài khoản Gmail. Các em thực hiện theo các bước sau đây. Bước 1 là truy cập trang www.mail.google.com. Bước 2 là nháy chuột vào nút tạo tài khoản. Bước 3, nhập xong nháy chuột vào nút tiếp theo phía dưới. Và bước 4, thực hiện các bước tiếp theo để tạo tài khoản, có 4 bước. Đây là phần lý thuyết. Lưu ý là sau khi tạo xong tài khoản, em cần ghi nhớ tên, hộp thư và mật khẩu truy cập. Hai cái này phần phải nhớ. Hai cái này cần phải nhớ, nhất là tên hộp thư. Mật khẩu mất thì có thể tìm lại được, còn tên hộp thư mà quên rồi thì không có vô được cái thư của mình. Nào, bắt đầu mình thực hành nè. Bước 1, mình truy cập trang www.mail.google.com. Thì sẽ hiện ra cái chỗ nút tạo tài khoản. Có hai chỗ, em nhấn chỗ nào cũng được. Còn em thấy chữ đăng nhập không? Đăng nhập đó dùng cho những người đã có tài khoản rồi. Bây giờ mình chưa có thì mình chỗ nút tạo tài khoản. Bước 2 là mình nháy chuột vào nút tạo tài khoản. Rồi thì mình sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Cái này là em nhập họ, nhập tên. Về nguyên tắc là em tên Nguyễn Nhân A mà em nhập Nguyễn Thị B cũng được, nhưng mà cô cho rằng là như vậy nó không có chuyên nghiệp. Khi mà em gửi tới người khác thì cái tên là Nguyễn Thị B nó sẽ hiện ra và như vậy nó không có chuyên nghiệp. Cô nghĩ là cái mail em tạo thì em phải làm cho nó đúng với cái tên của mình để cái người nhận được là biết là ai đã gửi thư tới cho mình. Tên đăng nhập này á, đó thực ra mình gọi là tên đăng nhập nó là phải giống với cái tên của mình, đặt cái tên gợi nhớ, tên sao nó dễ nhớ, đừng có đặt một cái mà phức tạp quá mình không có nhớ được, giống như là Akiza hay cái tên gì đó mình khó nhớ. Đặt cái tên gợi nhớ. Và em thấy chữ Gmail là mình không cần, tại vì mình tạo mình Gmail họ nhà cung cấp tự gán tên của máy chủ thư điện tử là Gmail vô cho mình. Và chú ý là cái tên đăng nhập này là cái tên tài khoản của mình đó, là chỉ duy nhất trên phạm vi toàn cầu. Nếu mình đặt trùng với tên một cái tên đăng nhập của người khác đã tạo rồi thì máy lập tức báo mình đã có rồi, mình phải lập tức đổi. Còn cái thọ tên ở trên đó, mình có thể trùng với người khác, nhưng mà tên đăng nhập của địa chỉ thư điện tử là duy nhất và không được trùng. Máy nó sẽ báo cho mình. Rồi, em sau em làm xong thì em mật khẩu. Em mật khẩu nhớ hai lần, là một lần mật khẩu, một lần xác nhận để coi có hai mật khẩu nó phải trùng với nhau. Và cái hiện chữ mật khẩu ở đây. Nếu mà em muốn kiểm tra thì em hiện lên để coi cái hai mật khẩu với xác nhận nó có giống nhau hay không. Sau đó em nhấn tiếp theo. Sau tiếp theo thì nó sẽ hiện ra cái bảng có số điện thoại và trên đó là ghi là không bắt buộc. Nhưng mà theo cô thấy rằng nó bắt buộc á. Trong trường hợp em không có số điện thoại thì em có thể nhờ cha mẹ, số điện thoại của cha mẹ của mình để chúc họ sẽ gửi tới một cái số xác
xác nhận qua cái điện thoại này. Cái này để làm gì? Cái đó là chúng ta đảm bảo quá trình bảo mật và khôi phục tài khoản. Cái địa chỉ email khôi phục á, không bắt buộc, đúng là không bắt buộc. Cô có kiểm tra rồi. Em phải nhập ngày, tháng, năm. Thí dụ như năm sinh thì theo cô biết là ở châu Á Gmail xác nhận phải 15 tuổi trở lên họ mới cho một cái cung cấp một cái tài khoản thư điện tử. Giới tính, em cho mở trong đó em click cho ra em khai có giới tính, có nhiều giới tính có khai vô. Và phần tiếp của mình là tiếp theo. Nháy chuột vào nút tiếp theo để tiếp tục các bước tạo tài khoản. Sau khi làm xong thì họ sẽ gửi một cái số xác minh, mà xác minh tới số điện thoại của mình, gồm có 6 chữ số và mình tặng tin nhắn, mình nhắn vô, mình mở điện thoại ra, mình xem và mình nhắn vô. Thì mình nhấn xác minh ở đây. Bởi vì cái cần cái số điện thoại là như thế. Cái cách đây cô tạo mail 10 năm thì không có điện thoại mà chỉ là câu hỏi bí mật, một cái câu hỏi bí mật trong trường hợp mà em mất cái quên cái password thì nó sẽ hỏi là cái câu hỏi bí mật của bạn là gì, nếu đúng thì họ cho vô. Còn đây thì hiện đại hơn, đó là bằng cái số điện thoại, tức là tự nhiên mình phải nhớ cái số điện thoại mình đăng ký với nhà cung cấp. Sau khi các bước đó thì họ sẽ sổ ra một cái bảng cho mình đọc các điều khoản của họ như thế, và mình phải xác nhận vào cái bảng tôi đồng ý ở cuối cùng. Tôi đồng ý để kết thúc quá trình tạo tài khoản. Số 2, đăng nhập và đọc thư. Để đăng nhập các em thực hiện các bước sau. Bước 1 là truy cập trang www.mail.google.com. Bước 2 là nhập địa chỉ thư vào mật khẩu. Bước 3, nháy chuột trên tiêu đề thư để đọc. Bước 1 là truy cập vào web mail.google.com. Cô xem như em đã làm được ha. Bây giờ cô vô bước 2 là nhập địa chỉ thư vào mật khẩu. Cái chỗ mà email hoặc số điện thoại đó hồi nãy cô tạo tên là kimthi.cba. Cô có thể, chỗ này cô có thể là a.gmail.com, mà cô cũng có thể là không ghi chữ a.gmail.com. Tại vì nhà cung cấp sẽ tự gán cái tên máy chủ thư điện tử vào cho cô. Và lúc này cô chỉ nhấn nút tiếp theo là sẽ được. Cái chỗ này là em phải nhập mật khẩu nè. Nếu trong trường hợp em quên số mật khẩu thì em sẽ báo chỗ quên mật khẩu, thì họ sẽ hỏi cái số điện thoại mà em trước đây em đã cung cấp cho máy chủ thư điện tử, thì họ sẽ gửi về cái số điện thoại đó một cái mã xác thực để em xác thực rồi em mới vô được cái chỗ này. Sẽ hiện ra trong đây cái bảng như thế này. A là nháy chuột trên thanh tiêu đề để đọc. Ai gửi thư đến cho mình tìm để đọc. Ba, soạn và gửi thư điện tử. Để soạn gửi thư, các em muốn đăng nhập vào hộp thư. Bước 1 là chọn và soạn thư. Bước 2 là chọn nút lệnh gửi. Em thấy soạn thư ha. Hiện ra một cái bảng như thế này. Thì cái chỗ người nhận em phải ghi địa chỉ email của người nhận. Phải chính xác nha. Nếu không chính xác là người không có tới được cái người nhận. Phần chủ đề thì em đề tiêu đề thư. Đang nói về vấn đề gì. Còn đây là cái khu vực soạn thảo nội dung. Nhắc lại là em có thể soạn thảo trước, rồi ghi tiêu đề, ghi người nhận.
cũng được, hay là những cái bước này có thể làm bước nào trước bước nào sau cũng được, nhưng mà cái địa chỉ của người nhận phải chính xác. Sau khi em làm xong mà em gửi đi rồi mà cái địa chỉ của người nhận không chính xác thì máy sẽ báo là không có gửi tới được do lỗi của địa chỉ người nhận. Bước 2 là chọn nút gửi. Sau khi làm xong thì em chọn cái nút gửi cuối cùng, gửi đi, trả lời thư. Em thấy cái nút trả lời thư ở phút cuối màn hình không? Em vô hộp thư đến, em đọc xong nó có cái phần trả lời thư á, hoặc chuyển tiếp thư. Tìm hiểu cho cô nè, cái phần mà chỗ đến nó có chữ CC với BCC á, cái đó nghĩa là gì? Bây giờ cô sẽ phóng lớn lên cho em xem ha. Em tìm hiểu cái CC, BCC ở góc trên bên phải của màn hình. Em tìm hiểu CC, BCC nghĩa là gì thì em lên mạng em tìm hiểu. Ngoài ra em có thể tìm hiểu ở dưới hàng dưới cuối là của màn hình, như là chữ A nè, ghim kẹp là mắt xích nè, các biểu tượng cười nè, rồi hình nè, đó. Em cái phần những biểu tượng này rất là dễ, em đích nhẹ vô thì nó sẽ giải thích bằng tiếng Việt cho em. Rồi, cái bài thực hành của mình là em tạo một địa chỉ mail cho cá nhân của em. Đây là địa chỉ mail của cô. Chúc các em học tốt.